Trước anh chị đã học ba bệnh nối liền bất thường tâm thất với đại động mạch. Bệnh thứ nhất chúng ta học là hoán vị đại động mạch. Bệnh thứ hai là thất phải hai đường ra. Bệnh thứ ba là thân trung động mạch. Và hôm nay chúng ta học ba cái bệnh nữa là gọi là nối liền nhĩ thất với một tâm thất, tức là hai cái tâm gì nó nối liền với một tâm thất. Nó gồm các bạn. Bệnh thứ nhất là tâm thất động nhất, bệnh thứ hai là không nối văn hai lá, bệnh thứ ba là không nối văn ba lá. Tôi dạy chỉ có một bệnh này, hai bệnh này thì giao cho hai bác sĩ khác đã. Thì ba bệnh kia nó khó hơn ba bệnh này nó đơn giản hơn. Tuy nhiên đây cũng là nhóm bệnh tim bẩm sinh mà nó xếp trong nhóm gọi là bệnh tim bẩm sinh phức tạp đó. Cái bệnh này tên tiếng Anh nó là single ventricle hoặc là univentricular atrioventricular connection, tức là cái này nó dịch ra tiếng Việt nối liền nhĩ thất với một tâm thất, còn cái này dịch ra là tâm thất độc nhất. Thực ra chúng ta gọi là tâm thất độc nhất chứ nó có thể là có hai bộ thất, nhưng một bộ thất nó làm việc cái bệnh điều trị, còn bộ thất phụ nó teo thở. Đây là cái hệ của nó. Nó thông với nhau. Cái này nó không gọi là không nên thất, nó gọi là lỗ bầu thất. Cái này nó thay đổi theo thời gian khi đến nhỏ lớn lên. Khi mà cái chị làm xương cho cháu ấy, cái chị phải để ý cái kích thước. Nếu chúng ta không phẫu thuật đó, thì cái này khi đến nhỏ càng lớn thì cái lỗ này nó càng hẹp lại thì chắc chắn là nó sẽ chết. Cái bệnh này về giải phẫu học cái phức tạp nhất của bệnh này để ta chia ra các bệnh inlet, single inlet và common inlet. Inlet là đường vào đấy, các bệnh inlet là hai nhĩ nối với một tâm thất, còn single inlet chúng ta chỉ có một nhĩ nối với một tâm thất. Trong trường đó thì cái máu ở nhĩ phải bắt buộc phải qua nhĩ trái để làm sống được, thì nó giờ này nó qua nhĩ trái. Cái này là common inlet, máu của nhĩ phải và nhĩ trái nó qua cái van thận trung nó đổ vào, chúng ta gọi là common inlet. Thầy thầy dạy sớm quá hay dễ không? Còn thì dễ à? Ok. Cái bệnh này nó có một số cái điểm các anh chị mình mà phải để ý. Cái điểm thứ nhất là gọi là cân cộng đoàn without overriding. Overriding là gì? Cái ngựa, to ride, cái ngựa, overriding, cái ngựa. Cân còn đang là tương hợp. Tương hợp mà không có cái ngựa có nghĩa là gì? Máu từ nhĩ trái qua van nhĩ thất nó đổ vào thất trái. Máu từ nhĩ phải qua van nhĩ thất nó đổ vào thất phải. Nó gọi là cân còn đơn without overriding. Cái bài này thầy rất muốn mấy em nghe cái phần đầu này. Nếu phần đầu mới không hiểu thì nó nguy. Nên thầy mới chờ ngồi chờ 5 phút mà còn hư nó vẫn lên chế. Rồi, chỉ còn cái này là gì? Cân cộng đơn sweet variety, tức là tương hợp nhưng mà có cái ngựa. Cái này mấy em nhìn cái gì, cái ngựa thì cái gì? Tức là van nhĩ thất bên phải là cái ngựa trên quay lên thất. Mình nhìn này nó giản đấy, nhưng đối với phẫu thuật viên nó phức tạp kinh khủng lắm. Mẹ cứ tưởng tượng coi, nếu ví dụ này nha, những cái dây chẳng của lá van này ví dụ nó dính vào vách thất trái, dây chẳng lá van thất phải, khi mổ đó mình tạo vách ngăn ở đây nó đứt cái dây chẳng, mà đứt dây chẳng nó có hậu quả gì con? Còn định chế thì phải hỏi con mới được. Nếu đứt dây chẳng nó có hậu quả gì? Hậu quả nó đương nhiên hậu quả cấp đấy nha. Còn đúng rồi, với đứa trẻ nó sẽ hợp và có cái bệnh hợp van hai lá bẩm sinh, đứa nhỏ có thể nó thiếu hai ba dây chẳng và nó hợp van hai lá bẩm sinh. Thành ra mình nhìn thấy ra khi mình làm xương đấy thì người bác sĩ cũng muốn tự hỏi mình là bác sĩ phẫu thuật cái van nhĩ thất nó có cứng ngựa hay bệnh nhân thất không, hợp vào đây đi. Còn trường hợp này nó gọi là rất bệnh lý left ventricle with a variety,
tức là máu từ nhĩ trái thì phải nó đổ vào thất trái hết, thì còn kèm thêm Maravedi. Và trường hợp này rất là nhìn lấy, lấy phần con bây giờ Avaradi, ai bạn như thế này. Rồi khi mà mình nói Avaradi thì mình phải đo mấy chục phần trăm, trên 50% nó về phía thất phải, hay trên 50% nó về phía thất trái. Thì mấy em thấy cái tim bẩm sinh về nó phức tạp không? Do đó mình ngồi đây mình hào siêu tim bẩm sinh, tức là tim em bằng nguyên vẹn hết. Hôm qua thầy nghĩ không ở đây không ai tâm thất đồng nhất hết nha. Rồi cái hình này nó còn khốn khổ hơn nữa. Đây là các dạng của tâm thất đồng nhất. Cái này người ta hiểu được là nhờ tâm bổ sát. Thì những em này bị chết, có khi để ra lời nó chết ngay, có khi nó chết trong thai nhi. Trường này các anh chị thấy là hai van nhĩ thất ở trên vùng thất chính này, cái lỗ bổ thất ở đây, vùng thất phổ. Luôn luôn mình phải trả lời câu là đại động mạch nó xuất phát từ vùng thất nào. Ví dụ các anh nhìn cái này, các anh chị thấy đại động mạch nó xuất phát từ mạch chủ, xuất phát từ vùng thất phổ. Động mạch phổ nó xuất phát từ vùng thất phổ luôn. Nếu cái này tự nhiên nó hẹp lại thì nguy rồi. Rồi còn trường hợp này các anh chị thấy là động mạch chủ xuất phát từ vùng thất phổ và động mạch van nhĩ thất bên trái đó. Xem mình tâm thất tầng nhất, đầu tiên chúng ta phải mô tả vị trí của tim. Chúng ta phải mô tả mọng tim nằm bên trái, thế là lơ vô cardia. Mọng tim nằm bên phải là dextro cardia. Cái gì nhớ là mọng tim thôi nha, lơ vô cardia là mọng tim nằm bên trái, mọng tim nằm bên phải. Mesio cardia là mọng tim nằm bên giữa. Ectopia cornis là tim nó nằm ngoài lồng ngực. Nhớ tim nằm ngoài lồng ngực. Ectopia cornis. Cái này thì bình thường nó này đây là cái đơn giản, lâu lâu mấy chị thấy thì nhi đồng hai, nhi đồng một, mấy em nó có sợi mổ cái ca ectopia cornis thì tim nằm ngoài lồng ngực, bình thường là tim nó lại bình thường. Phẫu thuật viên người ta chỉ đưa cái tim vào trong lồng ngực thôi. Rồi chúng ta phải tả cái vị thế của tâm nhĩ. Situs là vị thế, situs solitus vị thế nó bình thường, anh cảm xuyên là đảo ngược. Chúng ta gọi là solitus khi nằm nhĩ trái nó nằm về phía bên trái, nhĩ phải nằm về phía bên phải, và gan nằm bên phải, dạ dày nằm bên trái, la lách nằm bên trái. Thì lúc đó chúng ta gọi là situs solitus cả nhĩ lẫn phụ tạng. Còn cái situs exercitus là đảo ngược, đảo ngược về nhĩ, tức là nhĩ phải nằm bên trái, nhĩ trái nằm bên phải. Cái gì nhớ là nhĩ trái nhĩ phải nó có dạng khác nhau đấy. Mình học năm thứ hai, năm thứ nhất mình học cho nó qua chuyện, giải phẫu học xong cho nó đỗ thôi. Mấy em có học bài không? Tôi hỏi nó tôi học xong đỗ lên lớp tôi mừng rồi, chứ không. Nhưng mà đến khi mình học lại cái này, mình phải đọc lại ý trái thế nào, ý phải thế nào, làm sao phân biệt ý trái, ý phải. Thì nó dùng cái tiểu nhĩ, cái cấu trúc nó khác nhau cho ta phân biệt ý trái, ý phải. Chứ tức là việc suy có nghĩa là ý trái nằm về phía bên phải, ý phải nằm về phía bên trái. Rồi trong suy tuyến hình càng suy nếu đảo ngược luôn phổ tạng, tức là gan nó sẽ nằm bên trái, nó lách nằm bên phải và dạ dày nằm bên phải. Còn isomeric là đồng dạng dương hay đồng dạng phải, đồng dạng trái, tức là hai nhĩ là không phân biệt. Đồng dạng phải là hai nhĩ nó có dạng của nhĩ phải hết, đồng dạng trái là hai nhĩ nó có dạng của nhĩ trái hết, gọi là isomeric. Rồi chúng ta phải mô tả kiểu nối liền thâm thất và đại động mạch thì dễ rồi. Anh chị học ba bài đầu tiên đó,
qua đồng mình chủ nó xuất phát từ bụng thân nào, đồng mình phổi xuất phát từ bụng thân nào, nó chỉ tương hợp trong 15% trường hợp vậy, còn lại nó có thể còn nó là cái hoán vi đại động mạch, tức là chuyển vi hoán vi là một đấy, tức là đồng mình chủ nó nằm về phía thất có lạc thất phải, đồng mình phổi nó xuất phát từ thất có lạc thất trái. Chúng ta phải tư quan tương quan giữa bụng thất chính và bụng thất phổ. Đó là cái tổ nó phù hợp, cái này các anh chị đừng học đi cho tổ thọ, tôi phải kê cho nó đầy đủ thôi, chứ còn đương nhiên làm siêu cái gì phải tải hết rồi, coi van dính thất là thế nào, van dính thất có rạch hay không, coi có hở van hay không, coi nối liền của mạch hệ thống mạch phổ như thế nào. Ví dụ như mạch tích mạch chủ thì nó phải đổ về đâu, bình thường tích mạch chủ nó đổ về đâu à? Như nào? Như phải đó, tích mạch chủ đổ đâu? Bên trái. Tích mạch chủ, thầy thật càng cảm ơn em. Cũng có khi tích mạch chủ nó đổ bên trái đó. Mai mốt thầy giải cho các em vài nối liền bất thường tích mạch hệ thống. Tích mạch chủ, có trường hợp tích mạch chủ trên nó đổ bên trái, có trường hợp tích mạch chủ dưới nó đổ bên trái, có trường hợp cả hai tích mạch chủ đổ bên trái hết, rồi làm sao đấy nhỏ sống được? Như vậy có thông tin gì đâu, rất lớn nó mới sống được. Nó đổ về như vậy. Thì chúng ta phải mô tả nối liền bất thường của tích mạch hệ thống, tích mạch phổi này. Rồi chúng ta coi những cái van có bị hẹp hay không. Rồi tâm thất đồng nhất là bệnh nam gấp 3 đến 4 lần nữ, nó nhiều hơn nhiều đó. Triệu chứng cơ năng. Khi nào nó có triệu chứng suy tim trong tâm thất đồng nhất của bé vô chế này. Sao khi nào tâm thất đồng nhất có triệu chứng suy tim? Đúng rồi, không. Khi nó không có hẹp được mạch phổi, nếu triệu chứng tim, có thể thầy hỏi về mục đích thì nhắc với em nhớ nguyên lý trong bệnh tim bẩm sinh là gì. Khi không có hẹp được mạch phổi, đứa nhỏ nó có thể suy tim. Còn nếu nó có hẹp được mạch phổi, thì nó làm sao? Nó tim, mấy em giỏi quá trời rồi nhé. Nó không một phản nguyên tắc à. Dấu hiệu ngồi sổm, mấy em nhớ âm ý cảm lắm. Đôi ngồi sổm thường gặp nhất là trong bài tư chứng pha lô nha. Rồi cơn tim thiếu oxy cũng ít gặp. Rồi bây giờ chúng ta có hai thể này. Thì chúng ta thể tâm thất thập nhất có tăng vào màng phổi, tức là nó có khả năng suy tim. Thì bệnh nhân có thể có âm thổi đầu giữa tâm thua và trái xương ước này. Âm thổi nhỏ hơn, cái lớn này hẹp hơn. T1 bình thường, T2 tất đơ vào mạch. Có thể có âm thổi tâm trương khi nó có tăng áp vào màng phổi. Có thể âm trương, có âm thổi trương khi ở mỏng tim, khi lượng máu lên phổi nhiều. Tại sao có thể có tâm âm thổi tâm trương thì mỏng tim khi lượng máu lên phổi nhiều? Không biết được không? Phần suy luận ra đấy con. Tại sao? Thầy hỏi âm thổi tâm trương mà sai sao ở ba con? Trời ơi, không thể đào tạo bé này mấy năm rồi. Âm thổi nếu hở van là âm thổi tâm thu có hai, khi nào âm thổi tâm trương? Thầy cho mấy em nhé, thầy ôn lại cho mấy em nhé. Khi người ta hở van hai lá nặng quá thì người ta có thể có rù tâm trương ở mỏng tim. Lúc đó mình nghe âm thổi tâm thu ở mỏng tim và một cái rù tâm trương ở mỏng tim. Do khi mỏ hai lá lá hở van hai lá vào thời kỳ tâm thu, máu từ thất nó đổ về nhĩ nhiều. Rồi đến thời kỳ tâm trương của nhĩ, máu nó đang có lượng máu đổ về cộng với lượng máu của bốn tích mạch phổi thì thành tích máu trong nhĩ nó trở nên nhiều quá so với cái van hai lá, thì lỗ van hai lá trở nên hẹp so với lượng máu. Thành ra ở người mà hở van hai lá, chúng ta có thể nghe thấy rù tâm trương mỏng tim, thì cái này y như vậy đó. Tức là trường hợp máu lên phổi nhiều thì cái nhĩ trái với cái van hai lá nó trở nên quá nhỏ so với tổng lượng máu. Thành ra nó nghe thấy âm thổi tâm trương mỏng tim, cái lượng máu lên phổi nhiều ấy. Nó trở nên gọi là hẹp van hai lá mà biết động, chứ không có hẹp thực thể nha. Mình đo thực thể, mình vẫn thấy diện tích của van 3-4cm vuông. Nhưng mà đến lúc mình làm nghe, làm thâm thanh đồ, mình làm siêu âm, mình vẫn thấy có cái âm thổi tâm trương hở van hai lá, rù tâm trương và mỏng tim, cái lượng máu phổi nhiều, phải hẹp hai lá tương đối. Cảm ơn được. Tại sao người ta âm thổi ground steel đó, áp lực động mạch phổi cao? Áp lực động mạch phổi cao nó sẽ làm hở van động mạch phổi. Do đó chúng ta nghe âm thổi tâm trương của hở van động
làm steel thì cái âm thổi của hở và âm thổi phổi, cái đặc điểm chúng ta không phân biệt nổi cái âm thổi tâm trương của hở và âm chủ. Nhưng mà thường thường là siêu âm chúng ta dễ nghe, ngày xưa thầy học thì phải học làm sao phân biệt đi khám cho thôi, cái chỉ nhớ cái đó thì cho mẹ biết siêu âm thì cũng cần này. Âm thổi tâm trương hở và âm phổi, rồi nếu trường hợp có hẹp âm phổi thì dễ quá rồi. Nếu hẹp âm phổi chắc chắn mình nghe được âm thổi tâm thu hay tâm trương, béo đen nghe cạnh con muốn chết thì phải hỏi con tại khi mà heo qua nằm bệnh phổi con nghe âm thổi tâm thu tâm trương tâm cái gì nó đại khi heo qua nằm bệnh phổi con nghe âm thổi tâm thu tâm trương thì vận tốc dòng máu qua van có tăng không, ở nhà con có làm vườn không, khi mà thầy tưới nước ở nhà thầy tưới cây đó thì cầm cái ống đi lồng tưới, thầy muốn dòng máu đi mạnh thì làm cái nào, thì bóp mạnh cái đó thì máu đi mạnh, thì hẹp qua thì vận tốc dòng máu tăng, vận tốc dòng máu tăng nó tạo ra âm thổi, tức là âm thổi tâm thu vậy. Khi hẹp qua, cảm ơn. Khi hẹp qua là mình phổi, chúng ta nghe phải âm tâm thu, lên dần hai trái, rồi hẹp qua là mình phổi. Thì thầy muốn mấy em học, mấy em suy luận hơn, chứ thầy đâu thuộc lòng đâu. Tim mạch là cái tất cả triệu chứng mình có thể suy luận ra được. Và nếu mấy em mai muốn mấy em dạy lại mấy em sinh viên á, dạy một cái suy luận thì tụi nó dễ nhớ thôi, chứ bắt thuộc lòng đâu có lợi đâu. À, cứ nhớ nguyên tắc là hẹp thì nó sẽ tạo ra vận tốc nó tăng, vận tốc nó tăng chính là âm thổi đấy. Tức là phải nhớ trong xương tim, chúng xương tim là cái ống nghe tốt nhất, nó đo vận tốc thổi máu thì nó chứng minh mình có âm thổi đấy. Và không có cái dưới sân sao vì trường hợp là dưới ba là mình có thêm một bình thường thế là nhỏ lên rộng thì đây là một trường hợp này, cái tiền tâm đồ cái có thể lấy cho cuốn cả lớp này nó đặc biệt lắm, thì nó rất đa dạng trong tâm thất đồng nhất. Nhưng trường hợp này mình thấy là thêm một dương AVF âm thì mình biết là chụp cái lên trái đó, chụp lên trái chúng ta thấy về một nó rất sâu, về sáu này thì mình thấy có vẻ giống như lớn thất trái đấy, thất trái chụp lên trái. Còn cái trường hợp này nè, trường hợp này thì nó lại khác hẳn này. Trường hợp này chúng ta thấy đề một âm AVF dương là chụp nó lệch sang lệch phải, và chúng ta thấy dạng là E là nhỏ S trên hầu hết các chuyển hàm ngược. Đây là cái điện tâm đồ nó tương đối đặc thù của tâm thất đồng nhất. Trường này mình thấy là E là cao đây, S sâu đây, thất phải lớn, chụp lên phải và thất phải lớn. Thì chúng ta lại thấy là giống như là bệnh nhân trường hợp này là thất phải là lớn, khác cả cái điện tâm đồ kia. Thì ta thường thường đối với tâm thất đồng nhất, cái điện tâm đồ giúp chẩn đoán thế. Còn lúc nó giảm thất trái lớn, lúc nó giảm thất phải lớn, tùy cái vùng thất trình thất phổ là thế nào. Rồi X quang ngược, chúng ta chỉ phân biệt là thể có tăng vào lòng phổi với thể không tăng vào lòng phổi. Thể có tăng vào lòng phổi thường là ý tâm thất đồng nhất là thất trái này. Chúng ta thấy bóng tim lớn vì lượng máu về thất trái nhiều, thế nhĩ trái nhĩ phải lớn, động mạch phổi bị phải bị giãn, bị đẩy lên cao cho giảm giống như waterfall thác nước, nó đẩy lên nó đổ xuống ngay, nó bỏ giảm giống thác nước đấy. Bó đại động mạch hẹp giống phát huy đại động mạch thì trước sau nhé. Rồi khi hẹp động mạch phổi nặng thì tuần hoàn phổi bình thường hay giảm, bóng tim không lớn. Khi không có lỗ van động mạch phổi thì tuần hoàn phổi chúng ta hầu như chúng ta không thấy đấy. Thì như vậy thì trong trường mà cái này là X quang thực ra đây chỉ giúp mình chúng ta đọc có tăng thôi, cũng không giúp chẩn đoán. Như vậy thì làm sao chẩn đoán bệnh này? Và cái lý do mấy em ngồi đây chúng ta học siêu tim này, mục tiêu siêu là chúng ta xác định di tuyến của nhĩ này, học sát dạng của thất tròn, thất phải, thất trái không được thể nào, vị trí của thất tâm nhỏ, xác định tương quan nhĩ thất và thất tạng thằng mạch, đo kích thước trong liên thất và đo thèm của tổng thất, khảo sát quan nhĩ thất và sinh huế, khảo đồng về tinh trùng và cái kích thước phân chia là mình có liên thất. Cái này mình có nên học được lòng không? Một con gái này hay học được lòng. Thầy hỏi em, học không? Chứ không học chỉ có con già, con xấu đi nữa. Người nào cũng nào con làm đúng rồi hết. Con cảm giác
làm được việc với bất cát nha, còn đừng có làm hào hảo thì không thiếu được nha. Chứ đừng đừng bao giờ biết học thuộc lòng cái câu này, cái này thầy sợ thầy cô đốc sư Phật mang này. Tôi cái đó trước cái cuộc calligraphy thầy sợ là ông luôn luôn ông cái thường hay là ông làm cái này cho những người làm mới làm siêu âm mà để mỏ tim á. Tức là nếu em trả lời tất cả những câu này, phẫu thuật viên nó đọc xong có thể mổ được, biết nó mổ thế nào cho người bạn. Em không trả lời hết phẫu thuật viên mổ được đâu, nên em phải làm này. Rồi bây giờ tìm vùng thất trọn, thuộc thất phải, thất trái. Thì chúng ta coi vị trí của vùng thất phụ bằng một cách dưới sườn. Nếu vùng thất phụ ở phía trước, vùng thất phụ thì nó có dạng thất phải, thì vùng thất trọn có dạng thất phải. Vùng thất phụ ở phía sau thì thất trọn dạng thất trái. Nhưng mà cái này đó thì thực sự là lúc thầy soạn cái bài này đó, thì lúc đó người ta còn nghĩ đến phẫu thuật cấp linh. Phẫu thuật cấp linh người ta sửa lại thành tim bốn buồng, hai vùng thất, hai vùng nhĩ. Nhưng phẫu thuật cấp linh nó có nhược điểm là tử vong gần 50%. Do đó thì bây giờ mấy em nào ở Tâm Đức thì thấy là hội trần mấy ca tâm thất độc nhất. Bây giờ chúng ta chỉ làm cái phẫu thuật len, sau đó chúng ta làm phong tăng. Tức là đầu tiên là nếu bệnh nhân không nghèo được mình phổi, chúng ta làm bending trước, chúng ta siết động mình phổi lại. Sau đó chúng ta lấy tĩnh mạch chủ trên, chúng ta nối vào động mình phổi. Thế chúng ta đưa 40% về lực máu, về cái thịt. Rồi sau đó thì một năm sau, chúng ta lấy tĩnh mạch chủ dưới, ta nối vào động mình phổi, và là phẫu thuật phong tăng. Bây giờ chúng ta làm cái nào hết, chúng ta muốn làm phẫu thuật trước thì chúng ta sẽ được cấp lên. Chứ còn về thành ra cái này này, cái chỉ làm trong làm cũng không quan trọng nữa nha, cần thiết. Thì đây là trường hợp tâm thất ẩm nhất này. Cái tâm thất trường hợp này nó chỉ có một vòng máy van lý thất, thông linh nhĩ nó rất lớn vòng này. Thì cái này cái phần quan trọng nhất chính là gì, là các anh chị coi có hẹp động mạch phổi hay không. Nếu có hẹp động mạch phổi thường cháu đó tim, chúng ta làm phẫu thuật len không, không phải làm gì hết. Chúng ta lấy tĩnh mạch chủ trên nối vào. Và nhớ là khi làm chẩn đoán tim bẩm sinh những ca này, các anh chị đều phải đo sao tuyê, đo bão hòa, oxygen, máu vân tay hết. Thường thường nó còn là 70% mình nghĩ chuyển mổ cho nó, chứ không có, nó chịu không nổi. Còn nó 80% ok, nó vẫn sống được. Trường hợp này, cái đây, cái trường ca này, hồi đó ở viện tim này, tâm thất đậm nhất, sau đó tôi đo máu phải hạt động mạch phổi không. Trường hợp này đo trên áp trên 15 mm. Dạ, có hẹp được mình phổi. Nhưng lúc này mình nhận phẫu thuật len nên nó có hẹp được phổi. Tức là nó sẽ sống suốt đời với một vùng thất và một vùng nhĩ. Mình chấp nhận nó sống ra. Rồi như vậy thì mặc dù tôi phải chiếu có hai hình không đấy, thì chắc để tuần sau thứ năm tuần sau em có học và thứ hai em nghỉ đấy. Thầy tìm lấy thêm một số hình của cái bài của ông Sinh Hồng Man chiếu cho mấy em. Tại vì không có thêm một số hình tâm thất động nhất, thầy lấy thêm hình trong cuốn sách khác nữa. Chứ còn cái bài này thì thực ra nó rất đơn giản, là các anh chị khảo sát theo tập, coi nhĩ nào, coi văn nhĩ thất nào, coi thất nào, coi đại động mạch nào. Cái quan trọng nhất các anh chị trả lời cho tôi là có gheo động mạch phổi không. Nếu không gheo động mạch phổi, các anh chị thử mổ sớm thôi. Anh chị để quá nó bị Asperger, chị biết rồi thì nó không được để quá một tuổi. Còn nếu nó có gheo động mạch phổi thì các anh chị nếu tùy ra nó tím nhiều thì biết tím nặng quá đó, thì các anh chị làm len trước một năm sau cũng tăng xong. Bây giờ về điều trị ở thể phức tạp tiến triển tự nhiên thì xấu, 50% cũng sống qua 6 tháng tuổi. Đặc biệt nếu cháu nó có suy tim nữa, mà nếu nó suy tim thì trước suy tim cái nào tốt nhất cho trường hợp này, tím hay không tím? Trường bây giờ tính cả một ca tâm thất động nhất, nó có suy tim, nó 4 tháng tuổi, chữa nào tốt nhất? Suy tim có là phẫu thuật len được không? Thế là con chưa hiểu vấn đề là. Có khi con gái giỏi hơn. Con biết không ạ? Nếu suy tim 4 tháng tuổi thì vẫn tin con gái hơn. Bây giờ con gặp đứa tâm thất ẩm nhất, nó có suy tim, tức là nó không gặp được mạch phổi, nó mới 4 tháng tuổi. Cái này đúng, tên sao tính quên. Cái này đúng, cái này chứ. Thế thầy nói nguyên tắc là gì? Máu lên phổi nhiều quá, con làm giảm bớt máu lên phổi, nó mất suy tim.
mình cái đó là cái nguyên tắc hàng đầu và chăm sóc và khi mà xây những cái chỉ là thuộc đó, tôi cứ nhắc đi nhắc lại là vậy đó. Máu lên phổi nhiều quá làm sao bớt máu lên phổi, đó là bending. Thực ra đó thì tiến phải làm bending trước, nguyên tắc bending làm sao nên tôi lại siết hết hơi 40% nên là phải phổi đó. Và thường thường người phẫu thuật viên ta biết cách siết, và siết nào làm sao nó tạo cho giám lực ở trên 40 mét thủy ngân thì cháu nó sẽ bớt suy tình. Chứ còn đương nhiên là tiến cho lợi tiểu, tiến cho digitalis, cho ước chứng minh chuyển cathodry là chỉ cấp cứu lúc đó thôi. Còn mình phải vào với phẫu thuật viên là phải bỏ cho cháu mới cứu được. Và để tránh Alzheimer, sau đó khi cháu bé đã hơn 1 tuổi đó, thì làm phẫu thuật lan được. Có thể là mình, lúc làm phẫu thuật lan thì có thể lúc đó mình siết luôn cái động mạch phổi là cũng được. Rồi sau đó về sau mình làm cái phục tăng thôi. Một năm sau đó phục tăng. Cảm ơn bác sĩ Tiến. Các anh chị nhớ để ý, điều trị tạm thời là gì? Giải phẫu tạm thời. Đây người ta này, tăng máu lên phổi khi cái hẹo động mạch phổi, giảm máu lên phổi khi lượng máu phổi quá nhiều đấy. Tăng máu lên phổi chúng ta làm bằng phẫu thuật gland. Nhưng mà phẫu thuật gland thì có một số đứa nhỏ nó nhỏ quá là phẫu thuật gland không được. Thì có thể các anh chị làm cái sân động mạch tạm thời, nhưng sân nó phải nhỏ. Nguyên tắc là tránh động chạm chứ phải sau này thực hiện phẫu thuật chúng ta. Còn là phẫu triệt đề, trước kia là cắt linh đấy, thực hiện từ năm 56. Ông dùng đắc rông để tạo bánh thất. Nhưng mà chỉ làm thì được. Nếu thân thất độc nhất có giảm thân trái, nên người ta đòi phải trả lời. Thân thất độc nhất là thân trái phải. Có thể từ con 50%, bây giờ không ai dám làm nữa. Và sau này thì phẫu thuật kiểu không tăng. Các em cứ tưởng tượng phẫu thuật 50%, tức là chúng ta bỏ cứ 10 đứa chết 5 đứa kinh hoàng không? Không được, không nổi đâu nha, bây giờ không ai làm được. Tại vì bây giờ một bệnh viện nào mới mổ tin ra đó, mà phẫu tử vong 10% nói chung toàn bộ là bệnh viện nên đóng cửa. Ngày xưa có lần cái đoàn Mỹ năm qua nó giúp Myanmar đó, thành lập cái mổ tim, rút cục tử vong trên 10%, nó tìm ra ra những trường nhiều quá, chúng ta mổ rồi rút về đó. Anh chị nhớ nhé, thành ra bằng mình cái điều khi mình có khi có chết thì mình che bớt thì mình lại gấp oxy về, chứ còn thực ra lại không được mổ. Ví dụ như phẫu thuật thông linh thất thì tử vong phải coi dưới 1% đến 0%, thông linh thất, thông linh nhĩ đó. Các anh chị để nhiều có được, tứ chứng quan đâu bây giờ phải dưới 5%, luôn nó có số của nó. Tôi nói thì nếu vừa có 10%, thời xưa, cái này thời gian nó thực nghiệm thôi. Bây giờ không ai mổ của nó, bây giờ tất cả đều mổ của Phong Tan. Phong Tan là một phẫu thuật viên người Pháp. Ông này, ông nghĩ là cái nguyên lý hay lắm. Ông nghĩ nguyên lý là thế này, đầu tiên ông dùng cái này để chữa bài, chữa bệnh không lỗ van ba lá. Không lỗ van ba lá là cái người không lỗ van ba lá, tức là van ba lá nó làm cái màng ngăn, là nó không có ba không có lỗ gì hết. Thành ra máu từ nhĩ phải nó xuống thất phải không được. Thành ra đến nhỏ đó thì nếu không lỗ van ba lá thì máu từ nhĩ phải nó sẽ qua nhĩ trái bằng cái bộ phận thông thường qua màng thông linh nhĩ. Thì ông Phong Tăng là nguyên lý ông lấy cái nhĩ phải ông nối vào cái động mạch phổi. Thì coi như là ông sẽ làm cái nguyên tắc là không có dùng thất phải nữa. Ngày xưa người ta quan điểm là thất phải có thể không cần nữa. Thì thực ra thì đứa nhỏ nó sống đấy, nhưng mà không thực sự không quá 50 tuổi. Về sau này người ta không làm thế, người ta dùng cái nguyên lý Phong Tăng người ta không làm như vậy đó. Người ta phải làm hai bước. Đầu tiên là ta lấy tĩnh mạch chủ trên nối vào động mạch phổi. Thì chúng ta được tĩnh mạch chủ trên nó dẫn 40% lượng máu của toàn bộ cơ thể. Sau đó một năm sau người ta lấy tĩnh mạch chủ dưới, người ta nối vào động mạch phổi nữa, tức là người ta lấy 60% lượng máu còn lại nối vào. Thì tại sao lấy tĩnh mạch nối vào động mạch phổi nó tốt hơn phẫu thuật bao lông tập xích? Tại bao lông tập xích này em lấy động mạch dây đòn nối vào động mạch phổi, tức là máu động mạch hệ thống chạy vào động mạch phổi thì nó có nguy cơ gì? Nguy cơ mà em mổ không khéo nó phù phổi nó chết, mà máu động mạch chảy qua động mạch thì không sinh lý. Bây giờ nếu chúng ta lấy máu tĩnh mạch chủ dưới, chúng ta nối động mạch phổi hoàn toàn chúng ta sinh lý rồi. Nên thực ra thì máu của cái nhĩ phải thất phải cũng gần giống như máu là máu tĩnh mạch mà nó hoàn toàn sinh lý. Là những nguyên lý của Phong Tăng rất hay. Thì bây giờ chúng ta làm cái phẫu thuật lan với lại cái Phong Tăng đó. Thì như vậy thì trong cái bài tâm thất động nhất thì nó có mỗi phần đầu quan trọng nhất là chính những cái phần giải phẫu.